của Quỳnh Anh cũng đã khép lại chương trình giao lưu văn nghệ hát cho đời mẹ xanh tối đêm nay, và thay mặt cho người chị Tinh Thị Linh Trinh, Quỳnh Anh xin cảm ơn tất cả vị rất là nhiều và xin chúc tất cả vị về buổi tối ngủ thật là ngon giấc, và ngày mai chúng ta bắt tay vào công việc và chúc thành công. Xin cảm ơn.